Phạm Băng Băng lộ ảnh ngồi lề đường, nhan sắc không photoshop gây bão mạng. Ngay từ khi scandal Triệu Vy bị phong sát ngầm nổ ra, nhiều ngôi sao có mối quan hệ mật thiết với nữ diễn viên liên tục bị trở tên. Trong số đó, nhiều người nhắc đến Phạm Băng Băng, nhân vật từng vướng bê bối trốn thuế và phải nộp hoàn trả số tiền 3.100 tỷ đồng gây chấn động làng giải trí. Mới đây, Weibo xứ Trung đã truyền tay nhau hình ảnh cực bình dân của Phạm Băng Băng. Một netizen đã đăng tải hai tấm hình cùng lời chia sẻ. Họ đã bắt gặp nữ hoàng họ Phạm xuất hiện trên một con phố. Lúc này, nàng Võ Mỹ Nương đang chờ đợi bạn tới đón. Bức ảnh chụp không hề photoshop đã tiết lộ phần nào nhan sắc thật của mỹ nhân đình đám. Trong hình, Phạm Băng Băng diện chiếc váy màu đen rộng thùng thình, mái tóc dài được buộc hờ để lại trước mái rũ. Chỉ là ảnh chụp trộm thôi, nhưng trong tấm hình, Phạm Băng Băng đẹp như tự tạc với góc nhìn sắc sảo, đặc biệt là làn da trắng bật tông khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Trên mạng xã hội, nhiều lời khen ngợi dành tặng cho Phạm Băng Băng, xinh đẹp quá đi mất thôi, nhan sắc đỉnh của chóp. 3 năm qua, nhan sắc của Phạm Băng Băng vẫn xuất sắc. Ảnh thật không photoshop đi ư, thật quá hoàn mỹ, không hổ danh là đại minh tinh. Từ trước đến nay, Phạm Băng Băng nổi tiếng là nghệ sĩ sở hữu vẻ đẹp ấn tượng, không ngại ngần khoe mặt mộc. Với gương mặt không dao kéo, Phạm Băng Băng chính là nữ hoàng nhan sắc của làng giải trí xứ Trung. Cách đây không lâu, Phạm Băng Băng cũng được bắt gặp tại sân bay Bắc Kinh chỉ sau một ngày Triệu Vy bị xóa tên trên tất cả các hạng mục, đánh dấu ngày đầu tiên bị phong sát diện rộng. Tại sân bay, nàng Võ Mỹ Nương khá lẻ loi, đeo kín khẩu trang và kính râm. Vậy nhưng, Cnet vẫn soi ra được nhẫn kim cương cỡ khủng trên tay cô nàng. Nhiều người để ý thái độ của Phạm Băng Băng khi xuất hiện tại đây. Tỏ ra khá bình thản, nữ diễn viên không có tương tác gì với cánh phóng viên, liên tục cúi đầu nhìn điện thoại. Cnet cho rằng nữ diễn viên đang bận rộn giải quyết công việc riêng. Gần 3 năm qua, nàng Võ Mỹ Nương không tham gia nhiều sự kiện giải trí. Sau scandal trốn thuế năm 2018, Phạm Băng Băng được cho là bị phong sát ngầm. Tạp chí chụp với em trai bị hủy bỏ, vắng bóng trong các hoạt động lớn trong showbiz, sự nghiệp của nữ diễn viên hoàn toàn đình trệ, tụt dốc không phanh. Dù sau đó Phạm Băng Băng đã đóng thuế cũng như nộp phạt, nhưng sự nghiệp của nữ hoàng thảm đỏ vẫn không mấy được cải thiện. Danh xưng ngôi sao số 1 tại thị trường Trung Quốc cũng không thể lấy lại được. Mặc dù con đường quay lại phim ảnh thời trang thảm đỏ event như trước đây có nhiều cản trở, nhưng ở Phạm Băng Băng vẫn không ngừng cố gắng. Thậm chí mỹ nhân họ Phạm còn tích cực tìm cho mình hướng đi khôn ngoan khi phát triển thương hiệu làm đẹp. Điều đáng nói, mọi việc này đều do một tay cô làm. Cách đây vài ngày, Phạm Băng Băng đã quay lại quá trình làm việc thường ngày của mình, như thường xuyên gặp gỡ nhân viên trong công ty để bàn về sản phẩm mới, thử nghiệm sản phẩm. Không những vậy, đích thân Phạm Băng Băng còn hóa thân nhân viên trang điểm để trang điểm cho nhân viên của mình và tiết lộ bí quyết làm đẹp trong chương trình giao lưu cùng người hâm mộ. Theo như trang Sina từng thống kê vào năm 2019, chỉ trong vòng 20 phút livestream, Phạm Băng Băng có thể bán ra được 110.000 hộp mặt nạ. Thậm chí, với lượng người mua nồng nhiệt trên các trang thương mại điện tử khiến mỹ nhân họ Phạm không đủ sản phẩm để cung ứng. Sau buổi kết thúc livestream, Phạm Băng Băng có thể bỏ túi khoảng 10 triệu nhân dân tệ, hơn 35 tỷ đồng. Vào năm 2020, cũng theo Sina cho biết, chỉ trong vòng 4 phút, Phạm Băng Băng thu về 20 triệu nhân dân tệ, hơn 71 tỷ đồng cho việc bán các sản phẩm làm đẹp. Tính đến tháng 11 năm 2020, số tiền mà Phạm Băng Băng mang về cho công ty đạt mức 54 triệu nhân dân tệ, hơn 192 tỷ đồng. Ngoài lĩnh vực kinh doanh làm đẹp, công ty độc lập của Phạm Băng Băng còn mở rộng sang lĩnh vực quần áo, môi giới văn hóa, môi giới biểu diễn. Việc đẩy mạnh trong lĩnh vực kinh doanh phần nào cho thấy bước đi khôn ngoan của Phạm Băng Băng. Dù cho con đường quay lại nghệ thuật của cô có khó khăn thế nào đi chăng nữa, thì việc đầu tư kinh doanh của Phạm Băng Băng dựa trên nhan sắc và tiếng tăm của cá nhân có thể giúp cô kiếm được số tiền cách xù. Túi tiền của cô vì thế vẫn rủng rỉnh, cuộc sống của cô vẫn sang chảnh như thế nào.